Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Bự Vlog nha. Hiện tại em đang có mặt ở Honda Giáp Bình Dương chi nhánh số 2. Thì tiếp tục thì mình sẽ làm clip cho bạn về mẫu xe Winix độ nữa. Thì hôm bữa mình cũng quay cho các bạn xem cái mẫu xe Winix độ của giống như cái bản đường đua HRC rồi. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn mẫu mới là mẫu vàng đồng. Ở đây sẽ có hai mẫu nha, nó cùng màu đúng không các bạn nha. Đây, một đạo nè. Nó cùng màu nhưng mà nó khác cái họa tiết nha. Rồi. Thì con này chủ yếu là chỉ lên cái lên nước sơn là nhiều các bạn ha, chủ yếu mình quay nước sơn cho các bạn thôi, quay quay tem xe, quay màu xe thôi nha. Còn đồ chơi thì mình cũng đã quay rất là nhiều rồi nha. Rồi đầu tiên đi con này trước đi. Con này thì nó màu đen nhiều hơn các bạn, màu đen và màu đen liền. Bây giờ kiếm anh không thấy. Chạy nhanh xuống ha. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ xem cái màu xe trước nha. Cái màu xe con này là nó màu chủ đạo là màu đen nha, đi chung với vàng đồng các bạn. Con bên kia là cũng vậy luôn nha. Rồi, mình đi con này trước nè. Con này thì nó đi theo kiểu là chữ là Moto Action nha, Moto God, Gigoma, rồi Olin là những cái thương hiệu đồ chơi đó. Nước sơn này là sơn nhúng các bạn, mình không dán tem nha, mình sơn nhúng cho luôn nha. Sơn này có giá là 2,5 triệu nha các bạn nha, 2,5 triệu các bạn thấy đẹp không nha, so với con màu xanh cái bữa các bạn thấy sao. Rồi, phía trước nè, phía trước thì cũng có chữ nè, motor nè đó. Chứ phía trước đây cũng có M2G nè nha, G-Pass skin nè, thấy chưa đó, nhìn rất là phong cách luôn. Rồi, con này được cũng độ kính chắn gió, rồi độ tay thắng Asigo ha, rồi tay thắng với tay côn Asigo, rồi độ cặp mâm nha, cặp mâm Gabido ha, cặp mâm Gabido nè, rồi độ cái ấp sườn chống đổ, cái đầu gắt chăn nha. Rồi, bánh sau nè. Đó. Con này chỉ độ như vậy thôi, chủ yếu là mình coi tem xe thôi các bạn. Với trước đây á, là nó có chữ Limited Edition 150 nha. Winix. Đó, thấy chưa? Rồi, và trước đây là con này không gắn cái ba ga nha, để chống trơn luôn. Còn ở trên đây là cái mặt đồng hồ, nó chỉ đi theo điện viền đen nha, viền đen. Nếu mà đi theo viền vàng thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều các bạn. Đó. Rồi, với cái chìa khóa định vị của ông Viettel. Rất là đẹp chưa? Ở cửa hàng chi nhánh Giáp Bình Dương số 2 á, lên hàng Winner độ rất là nhiều nha. Nhưng bạn nào đang có nhu cầu mua thì cứ lại Honda Giáp Bình Dương chi nhánh số 2 nha, xem rất là nhiều dòng xe độ luôn nè. Đó, thấy chưa? Rất là nhiều dòng xe độ luôn đó. Rồi, mình qua đây mình coi cái con phiên bản Fergie Agi nha. Đó. Rồi, cái phiên bản này nó dạng giống như cái xe du lịch các bạn. Hình con ngựa nè. Cái tiếng Anh là mình đọc không gành đó, Fergie gì đó. Rồi, con này thì ít họa tiết hơn con kia, ít chữ hơn các bạn. Đó, mặt trước nè. Nó cũng giống như con kia, mặt trước thì có chữ Winner. Đây là nó dạng cũng sơn đấu luôn các bạn nha, sơn đấu sơn nhúng luôn. À. Rồi ở đây thì ít họa tiết hơn, còn ít họa tiết hơn thì các bạn thích con nào thì bạn lựa con đó thôi. À. Con kia thì nó nhiều họa tiết hơn con này nha. Mình sẽ cận cho bạn xem nè. High spur firm. Nha. Đó. Rồi. Chạy về sau nha. Rồi. Hai con này màu nó y chang nha các bạn, màu vàng đồng nha. Màu nó y chang nha thôi, nó chỉ khác cái họa tiết thôi, tem chữ thôi. Đồ chơi thì cũng y chang nhau ha. À. Còn những bạn nào mà không thích xài những món nào thì cứ bỏ ra thôi ha, hoặc là lên món nào rồi cộng thêm vào. À, cái phiên bản này là phiên bản ABS cho các bạn. Phiên bản này phiên bản ABS nha.
phiên bản gốc của nó là đen vàng đồng nha, phiên bản ABS thì hiện tại sẽ có giá là 42 triệu nha các bạn nha, 42 triệu đó, ABS đó, thắng ABS luôn. Còn bên đây á, con này cũng có thắng ABS luôn nha, cũng 42 triệu luôn ha. Rồi giá mình báo cho các bạn là đã bao gồm phí VT rồi nha các bạn, nhưng mà chưa ra biển số nha. Bạn nào có muốn giá chính xác ra biển số thì cứ gọi điện thoại của anh Trung nha, anh Trung sẽ tư vấn giá chính xác ra biển số cho các bạn luôn. Rồi hai con này thấy chưa, mình ra xa cho các bạn xem nè đó, hai con nó y chang nhau thôi. Rồi theo như thông tin mình biết được á, là sắp tới đây thì mẫu xe VDS sẽ sắp ra một cái phiên bản mới, sẽ được trang bị thắng ABS hai kênh, thắng trước và thắng sau, kèm theo đó là cái khóa smart key. Thì nếu mà mình nghĩ Honda mà ra cái phiên bản mới này á, thì chắc chắn thì giá sẽ cao hơn so với các phiên bản hiện tại nha các bạn, thì chắc cũng tầm khoảng 50 triệu. Thì cái thông tin này chưa có chính thức, và nếu mà khi nào mà có chính thức á, thì mình sẽ làm cái video tiếp theo cho các bạn được biết nha. Rồi bên cạnh đó thì sáng nay vào ngày 16 tháng 7 thì Honda Việt Nam đã bắt đầu chính thức ra mắt mẫu xe XH-Mod 2020 với nhiều cải tiến mới. Thì mình cũng đã làm có video rồi, thì bạn nào chưa xem video thì nhớ vào kênh mình để xem lại nha. Các bạn cảm nhận về sao như thế nào về hai em này thì hãy bình luận phía bên dưới nha, để cho mình biết. Rồi ngoài ra thì những cái video mình quay cho các bạn á, thì các bạn cứ góp ý về nội dung nha, thì mình sẽ cố gắng mình thay đổi theo những nội dung đổi mới hơn, để các bạn xem video mình đỡ nhàm chán hơn nha các bạn. Rồi các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình nha, để mình có động lực làm nhiều những video hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại, xin mời các bạn nha.